Sáng nay, Hội đồng họ Trần thành phố Cần Thơ đã tổ chức họp mặt khen thưởng học sinh giỏi xuất sắc vượt khó học tốt trên địa bàn. Hoạt động họp mặt lần này là một trong hoạt động sau Đại hội đại biểu Hội đồng họ Trần thành phố Cần Thơ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2024-2029. Hoạt động nhằm cổ vũ động viên kịp thời những con ngoan trò giỏi của cộng đồng gia tộc họ Trần đã có nhiều nỗ lực thi đua đạt được những thành tích đáng mừng trong năm học 2023-2024. Đồng thời, hoạt động nhằm phát huy hơn nữa tinh thần vượt khó, ham học để góp phần xây dựng dòng tộc, địa phương, đất nước ngày thêm phát triển. Tại buổi họp mặt, Hội đồng họ Trần thành phố Cần Thơ trao giấy khen, học bổng và quà cho 86 học sinh các cấp, trong đó có gần 20 học sinh xuất sắc, 30 học sinh giỏi và các em vượt khó kiên trì học tốt, tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng.